Phát biểu khai mạc, ban tổ chức cho biết, hội thảo nhằm làm sáng tỏ công hạnh của chư vị tổ sư để các thế hệ tiếp nối noi gương tinh thần tu học, phụng sự nhân sinh, đồng thời khẳng định những đóng góp của dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh đối với đạo pháp và dân tộc Việt Nam. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, đánh giá cao nét nhân văn của hội thảo khi ôn lại một thời vàng son, rực rỡ và dấn thân của các bậc tiền bối cùng tinh thần tích cực nhập thế, phụng sự đạo pháp thông qua bài kệ truyền thừa của thiền phái. Một hội thảo đầu tiên mang cái tính chất quy mô và một cách hệ thống toàn diện về cái lịch sử hình thành phát triển các giai đoạn, các cái vị tổ, các cái vị danh tăng, các cái của thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh. Thì đây là hội thảo có thể nói là hội thảo lớn nhất từ trước đến nay, đầy đủ nhất và nhiều phương diện nhất về để giúp chúng ta có thể có một cái nhìn đầy đủ về vị trí vai trò của thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như là đối với dân tộc. Hội thảo đón hơn 300 đại biểu, khách mời, đặc biệt với chư tăng ni thuộc thiền phái từ mọi miền tổ quốc. Hội thảo đã mang đến nhiều sự chờ mong để được hiểu biết hơn về tông môn, pháp phái. Thứ nhất là để cho cái hàng hậu bối đó, con cháu đó biết được cái sự đóng góp to lớn của lịch đại tổ sư riêng ở trong cái tông Trúc Thánh đó, đối với cái công cuộc, đối với đất nước và đối với công cuộc mà bảo tồn Phật Pháp như thế nào. Rồi để từ đó làm cái động lực sau này con cháu noi theo những cái gương của các bậc tiền nhân đó, chúng ta phấn đấu hơn nữa trong công cuộc đổi mới hiện nay. Cái đó là cái ý kiến riêng cá nhân của tôi cũng như là đại diện cho cái phái đoàn Tông Trúc Thánh ở tỉnh Vĩnh Long. Trong ngày khai mạc, 19 tham luận đã được các học giả trình bày ở hai phiên chuyên đề về danh thắng và kiến trúc cùng nhân vật lịch sử, mang đến những hiểu biết mới. Ngày mai mùng 4 tháng 3, hội thảo sẽ diễn ra phiên cuối cùng với chuyên đề Văn chương và tư tưởng, sau đó đúc kết, đưa ra nhận định và thống nhất chung về dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh tại Việt Nam.